Xin chào cả nhà đã quay trở lại với buổi livestream của Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Hôm nay thì em xin giới thiệu với cả nhà một vị khách rất là đáng yêu, là một vị khách ruột của BB luôn nha cả nhà. Dạ đó chính là chị Thúy ạ. Dạ em chào chị Thúy. Chào em. Dạ. Ngày trước đó là chị Thúy có ghé bên em để làm công nghệ trẻ hóa da của Uther Derby này. Rồi chị Thúy có sử dụng những công nghệ như là nano collagen để làm căng bóng da nữa. Thì chị ơi, cơ duyên nào mà chị lại ghé bên em để chọn BB Thanh Mai là nơi để chăm sóc sắc đẹp cho mình ạ? Chị cũng tìm hiểu trên mạng á. Dạ. Yeah. Với lại chị hồi trước chị cũng làm hoa khôi ở trường á. Yeah. Cái sau cái chị học mặt lớp á, yeah, mấy bạn nó chê quá. Nó nói trời sao da mặt khô mà sần sùi vậy, cái mình quyết tâm mình đi làm đẹp. Dạ. Yeah. Và mình đã chọn cái công nghệ mà trẻ hóa da. Dạ. Căng da. Dạ. Là sau khi làm công nghệ trẻ hóa da, mình thấy da mình căng, săn, chắc, gọn và rất hài lòng đúng không ạ? Đúng rồi, thấy trẻ hơn 10 tuổi luôn. Và sau đó là mình mới tiếp tục mình chọn công nghệ nano collagen để tiếp tục làm căng mướt cái bề mặt da phải không ạ? Đúng rồi em. Dạ. Lần đó thì mình cũng làm được một lần rồi, thì hôm nay mình cảm nhận da mình nó cải thiện như thế nào về cái sự căng bóng vậy chị? Thấy da nó săn chắc hơn mà chị rất thích. Dạ. Nó căng, nó mướt như thế nào chị ha? Nó căng nè. Với lại cái cung chân mày của chị thấy nó cao hơn lúc trước. Với lại cái chân chim á, nó mờ đi và cái rãnh sâu nó đầy hơn lúc trước. Và cái hai cái cơ nâng chỗ này nè, nó căng, nó không có chảy xệ như hồi trước nữa. Bây giờ cái mình rất thích một cái nhà mày trẻ ra nữa. Dạ. Và tiếp tục làm công nghệ nano collagen thì sẽ giúp cho mình ngày càng căng bóng mướt mịn hơn nữa. Thì như thế này thì chắc chắn là mình sẽ vẫn là hoa khôi của lớp mình thôi, không có thể nào có ai thay thế mình được hết trơn á. Để kỳ này mình về á, mình mời nó đạn bạn á họp lớp lại á, chắc mới nhìn mình không ra. Còn bây giờ rất là trẻ chị ha, trẻ hơn rất nhiều so với cái hình mà lần đầu chị ghé em luôn á. Bác có thể chia sẻ cho tất cả các khán giả của BB mình biết về cái hiệu quả của nano collagen nó thần kỳ như thế nào được không ạ? Chào chị Phượng và chào chị. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay sẽ chia sẻ cho chị và các quý khán giả của BB về cái liệu trình là nano collagen. Nano collagen thì tức là chúng ta đưa các dưỡng chất gồm có acid hyaluronic này, các 14 vitamin và các chất khác nữa đưa vào trong da bằng phương pháp vi điểm, tức là gì, ta đi toàn mặt. Và tập trung chủ yếu vào những cái vùng nào mà khách hàng đang có cái khuyết điểm. Đúng rồi, ví dụ như chị trước đây ý, da chị khô sần nhiều, vùng nám bắt đầu là ở hai bên gò má, sau đấy thì cái nhiều nếp nhăn ở vùng chân chim này, da nó không đều màu nữa. Thì cái lựa chọn mà nano collagen sau khi mà chị đi công nghệ, sau khi mà chị nâng cơ rồi, các rãnh chị đã nít lên rồi, khuôn mặt đã gọn rồi, thì chúng ta đi tiếp với cái nano collagen, nó sẽ cải thiện được vùng đó, nhất là làm đều màu da hơn, thu nhỏ lỗ chân lông cho chị hơn, giảm các nếp nhăn, ví dụ như là cái vùng chân chim của chị. Và cái liệu trình nano collagen của chị hôm nay chị đến thì chị lại tiếp tục làm tiếp cái nano collagen sau khi mà mình làm được một cái lần rồi đó, thì chị rất là hài lòng đúng không chị? Chị rất hài lòng. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã đồng hành cùng BB. Cảm ơn chị đã đồng hành. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Cho em thăm da chị một chút xíu nha. Em thấy cái sự mướt mịn trên da này chị nè, rất là mướt, rất là mịn luôn. Và độ ẩm giống như là nó được tăng tới hơn 90% cho mình so với lần đầu bác ha. Độ ẩm nó thích luôn. Đúng rồi, độ ẩm nó tăng lên. Bởi vì sao? Độ ẩm nó tăng lên vì là có acid hyaluronic. Các vitamin nó sẽ làm cho da chị sáng hơn, trông trẻ hóa hơn, là vì nó tăng sinh hơn 200% của collagen đó chị Phượng. Mướt và mịn quá luôn. Dạ, vậy thì bây giờ em sẽ mời mình nằm xuống để bác tiếp tục liệu trình cho mình, để da mình ngày càng căng bóng mướt mịn hơn nữa chị nha. Sau này chị còn chia sẻ cái vẻ đẹp của mình cho bạn bè của mình và mời bạn bè của mình ghé đến BB làm đẹp nữa đó bác. Bây giờ em mời mình nằm xuống để mình làm tiếp liệu trình chị nhé. Dạ, em mời bác ạ. Cả nhà mình thấy không, phụ nữ chúng ta rất là xinh đẹp. Bởi vì nếu Thượng Đế sáng tạo ra phụ nữ trước thì Ngài sẽ thôi không sinh ra các loài hoa. Và mỗi chúng ta đều là những bông hoa rất là xinh đẹp trong cuộc sống này. Hãy để cho BB Thanh Mai chăm sóc và giữ gìn ký sự tươi trẻ cho những bông hoa ấy nhé. 1-800-6617 là tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai. Cả nhà có thể inbox riêng cho BB nữa để BB sẽ chăm sóc này, rồi đặt lịch hẹn thăm khám da miễn phí với bác sĩ của BB. Xin chào và chúc cả nhà mình luôn vui, khỏe. Nhớ chào đón BB ở những buổi livestream tiếp theo nha.